hơi sâu. Ôi thời gian đã riêng phòng ai, ôi thời gian đã riêng phòng ai. Live show, một chương trình riêng đặc biệt của Tuấn Hưng tại đây. Trong chương trình tối nay thì Hưng có mời đến rất là nhiều những khách mời đặc biệt và họ sẽ xuất hiện một cách lần lượt. Và cái sự sắp xếp này đương nhiên là sẽ rất là khác so với tất cả những gì mà tất cả quý vị các bạn đã từng đến với chương trình live show trước của Tuấn Hưng.
Bây giờ bài hát tiếp theo là một ca khúc quay trở về với cách đây khoảng hơn 10 năm trước ạ. Một sáng tác của nhạc sĩ Quốc An và hát được mang tên Tình Yêu Lung Linh. Xin mời tất cả quý vị thân các bạn cùng nghe. Thank you. Trường ta có anh cuối đường, em cười thật nhiều, nói cười thật nhiều, lòng lanh anh phúc về qua đây. Một tình yêu lung linh đẹp sao mà Quốc An yêu thương ngàn sau. Về ra đi còn tiếng anh trình bình tháng ngày, lời chia tay trong mắt nhau, lời chia tay nào ai nói đâu, nghe trong tim đau, bao nhiêu yêu thương tan vỡ. Những ngày nào vỡ tình đồng thắm đủ hồng sẽ không nhạt mai, trong trái tim mình nhớ một người nhớ nụ kề xa thân rồi ấm mềm vòng tay. Mắt buồn nào ướt thật nhiều nhớ thật nhiều phút giây rời xa, không yên không hòa. Mỗi tình này dấu ngàn lời sẽ lặng thầm mãi riêng mình chơi nhanh cùng yêu thương, giờ trường tan có anh cuối đường. Em cười thật nhiều, nói cười thật nhiều, lòng lanh hạnh phúc về qua đây. Một tình yêu lung linh đẹp sao mà Quốc An yêu thương mặt sau. Về ra đi còn riêng anh trình bày tháng này, chia tay cất lên trong mắt nhau, lời chia tay nào ai nói đâu, nghe trong tim đau, bao nhiêu yêu thương tan vỡ. Những ngày nào có tình đồng thắm đủ hồng sẽ không nhạt phai, trong trái tim mình nhớ một người nhớ đủ người xa thật rồi ấm êm mong ai. Mong buồn nào hơn thật nhiều nhớ thật nhiều phút giây rời xa, không yên không hòa. Mỗi tình này sâu ngàn lời sẽ lặng thầm mãi riêng mình em. Ngày nào vỡ tình lòng thắm dù không sẽ không nhạt tan, trong trái tim mình nhớ một người nhớ đủ kề xa thật rồi ấm êm mong ai. Mắt buồn nào ướt thật nhiều nhớ thật nhiều phút giây rời xa, không yên không hòa. Mỗi tình này sâu ngàn lời sẽ lặng thầm mãi riêng mình em. Mỗi tình này dấu ngàn lời sẽ lặng thầm mãi, mãi. This isn't yours, right? That's Chad's. Mọi người hôm nay lạnh nhạt hơn nữa. Mãi riêng. Try to stay as focused as possible. Mình em. Để tổ chức cho buổi tối ngày hôm nay thì Tuấn Hưng và ba em cũng đã cố gắng mời một bên của ban nhạc Bản Thao Hưng. Thì đây là một ban nhạc mà đã có rất là nhiều những ca khúc mà đánh rất là hợp ý của Hưng. Và sau rất là nhiều những sự lựa chọn thì Tuấn Hưng đã mời ban nhạc Brother đến từ Denver.
một mời một tràng pháo tay thật lớn ạ dành cho ban nhạc của chúng ta tối nay ạ. Từ chiều nay đến đây thì có một vài trục trặc nhỏ nhỏ, có nghĩa là những thiết bị âm thanh thuê thì nó không có được tốt và đảm bảo, cho nên là ban nhạc của chúng ta cũng đã đi ra ngoài Vita Center để mua nguyên bộ chống mới về. Chưa biết lời lỗ nào tối nay là nguyên đánh nguyên bộ chống mới. Một tràng pháo tay thật lớn cho sự chịu chơi của ban nhạc của chúng ta nào. À, vừa rồi thì đang hát mới được bài thứ hai thôi, thì là cái âm ly của đàn bass nó đã bị cháy và bây giờ Hương đang có một sắp xếp hơi nhỏ phía dưới. Quý vị các bạn đã nghe hai ca khúc đầu tiên của Hương. Bài đầu tiên chính là bài Diêu Phong, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Để nói rằng là bất kể một ca sĩ nào cũng không bao giờ muốn mình bước xuống vào sân khấu mà cứ muốn hát hoài, muốn gặp tất cả quý vị các bạn hoài thôi. Bài tiếp theo là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc An, đó là Tình Yêu Lung Linh. Còn bây giờ mọi người muốn nghe bài gì tiếp theo ạ? Bài gì? Bài gì ạ? Độc Thoại Tìm Lại Bầu Trời. Okay. Bây giờ sẽ là một trong những bài hát, một trong hai bài hát mà mọi người yêu cầu. Tìm Lại Bầu Trời sẽ giữ là phần sau của chương trình. Còn bây giờ sẽ là ca khúc nhạc sĩ Nguyễn Đồng Thuận, Đồng Thoại. Mời tất cả quý vị, tất cả các bạn cùng nghe. Thank you. Bye.
độc đã không suy nghĩ.